Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tổ chức điện đàm với một số doanh nghiệp sản xuất ở các tỉnh phía Nam để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và thảo luận các giải pháp cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì chuỗi sản xuất. Đây là hoạt động tiếp theo sau chuyến thị sát thực tế tại các doanh nghiệp địa phương mà Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham gia cùng đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ hồi cuối tuần qua nhằm sớm nối lại chuỗi sản xuất đảm bảo đời sống dân sinh. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định quan điểm của Bộ Công Thương luôn đồng hành và chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Bộ cũng sẵn sàng trao đổi lắng nghe đề xuất của doanh nghiệp để có thêm nhiều thông tin, nắm bắt thực chất vấn đề, để trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ cũng như làm việc với các địa phương tìm hướng tháo gỡ, giúp doanh nghiệp sớm kết nối lại chuỗi sản xuất. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp cũng đề cập đến vấn đề tiêm vaccine cho người lao động và qua đó kiến nghị Bộ Công Thương xem xét đề xuất được ưu tiên cho đối tượng này. Chia sẻ trước lo lắng của doanh nghiệp về tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng đáp ứng đủ vaccine cho toàn dân là một thách thức lớn không chỉ đối Việt Nam và với nhiều nước trên thế giới. Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực để có được lượng vaccine nhiều nhất có thể cho người dân Việt Nam. Liên quan đến một số kiến nghị của doanh nghiệp về tính liên kết chuỗi, lưu thông hàng hóa, di chuyển lao động giữa các địa phương, xác nhận quy tắc xuất xứ, Bộ trưởng cho biết sẽ xem xét nghiên cứu để sớm đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính thống nhất từ trung ương đến địa phương với tinh thần là Chính phủ, Bộ Công Thương cũng như các bộ ngành địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, người lao động sớm khôi phục lại sản xuất trong trạng thái buộc phải sống chung với dịch.